Chào các bạn, buổi sáng tuyệt vời. Hôm nay sáng thứ sáu cuối tuần. Hồi giờ các bạn thấy mình đâu có bao giờ mình livestream buổi sáng đâu. Hôm nay bây giờ chưa được 9 giờ sáng và bây giờ chúng ta livestream. Hôm nay mình test livestream buổi sáng thử. Chắc chắn là buổi sáng là giờ này các bạn đang bận làm việc, đang kết thúc một tuần, đang bận rộn cho những cái công việc của một ngày mới. Tuy nhiên giờ này mình lại dành thời gian để mình livestream cho các bạn khoảng 30 phút thôi, cho nó hứng khởi một ngày mới các bạn ha. Và các bạn nhớ chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, bởi vì các bạn sẽ không theo dõi liên tục được. Mà cái chủ đề hôm nay thì nó rất là hay. Các bạn cũng comment giới thiệu mình xuống. Bình thường thì mình livestream buổi tối không, nhưng mà hôm nay thì thích livestream buổi sáng cho nó khác cái không khí đi, cái không khí nó tuyệt vời đi. Vậy thì hôm nay mình chia sẻ một cái chủ đề rằng là bạn có tự mâu thuẫn đối với chính mình hay không. Tại sao mình đặt ra cái chủ đề nó như vậy? Bởi vì mình gặp rất là nhiều người, họ nói một đàn nhưng mà họ làm một ngàn nẻo. Mà nếu mà cái tình trạng nó cứ kéo như vậy thì rõ ràng là họ sẽ không đạt được cái gì trong cuộc sống, bởi vì chính họ mâu thuẫn đối với chính mình. Họ mâu thuẫn đối với chính mình. Các bạn làm quen chào nhau đi, và các bạn đang ở cái khu vực vùng miền nào các bạn nên giới thiệu xuống. Cái chi tiết này nó vô cùng quan trọng, vì mọi người nhìn vào mọi người sẽ thấy được bạn ở cái tỉnh nào, ở khu vực nào. Bạn nào ở Bình Dương thì nói Bình Dương, bạn nào ở Sài Gòn quận 2 thì nói quận 2, bạn nào ở Bắc Cạn thì nói mình ở Bắc Cạn, bạn nào ở Gia Lai thì nói mình ở Gia Lai. Cứ liên tục nó như vậy để mình kể các bạn một cái câu chuyện nó như vậy. Có một người bạn của mình, họ tới, họ chia sẻ và họ nói chuyện với mình. Và mình hỏi bạn là cái điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời này của bạn, thì bạn nói là gia đình là quan trọng nhất. Và các bạn cứ nghe nhiều người họ nói cái câu đó mà họ nói là gia đình là quan trọng nhất. Nhưng mà một cái điều nó vô cùng thú vị, ai cũng nói được cái câu cửa miệng đó, nói thì ai nói cũng được á, họ nói là gia đình là quan trọng nhất. Tuy nhiên một cái điều nó rất là thú vị ở một cái chỗ rằng là những cái hành động họ làm á thì họ lại không dành ưu tiên cho gia đình. Một ngày họ như thế nào một ngày họ ở nhà họ dành cho gia đình, một buổi tối họ ở nhà chừng thậm chí một buổi tối, có những người còn nói rằng là suốt ngày em bận, nhưng mà luôn nói rằng là gia đình là quan trọng nhất. Vậy cái điều đó nó nói lên cái gì các bạn ơi? Nó nói lên cái gì ở trong con người của các bạn? Khi mà chúng ta nói á, các bạn biết không, ở đây mà nói, khi mà chúng ta nói nó dễ lắm. Để nói được cái gì đó nó dễ, ai nói không được. Cái đứa bé nó cũng nói ra được, nó vẫn nói được rằng là con yêu ba, con yêu mẹ. Một cái con người, một cái con người nào đó họ cũng nói rằng là em rất là yêu công ty, em yêu sếp. Cái đó là cái lời nói ai nói cũng được cái đó. Nhưng mà thật sự cái hành động của bạn, bạn đã làm những cái việc đó chưa? Bạn đã làm cái việc đó chưa? Bạn nói là gia đình là quan trọng, nhưng mà bạn chả dành cái thời gian nào cho gia đình, mà bạn nói là gia đình quan trọng. Các bạn thấy nó có cái mâu thuẫn mà, quá mâu thuẫn. Và mình gặp nhiều người như vậy lắm. Họ tự mâu thuẫn đối với chính cái con người của họ. Họ lúc đó là tôi làm cho gia đình, tôi làm việc vì gia đình, tôi lo cơm nước vì gia đình, tôi kiếm tiền để phục vụ cho cái gia đình này. Nhưng mà thực sự cái quỹ thời gian của họ thì không dành cho gia đình. Mình thì bản thân mình rất là vui rằng là một tuần có 7 buổi tối đúng không? Thì thứ bảy chủ nhật cuối tuần là bắt buộc phải đi dạy tới 9 giờ đêm mới về. Và sau đó là mình về nhà liền. Hiếm khi hơn 90% các lớp học là mình dạy xong là mình chạy về nhà liền. Mình không có các bạn hay mời đi ăn đi uống đồ này kia thì mình như thế nào mình cũng từ chối mình đi về. Còn các buổi tối trong tuần thì sao các buổi tối trong tuần thì mình cũng rất già, cũng cho tới giờ này mình cũng vẫn tự hào là 90% các buổi tối trong tuần cả một năm luôn là mình cũng dành cho gia đình. Nếu ai đó mời gia đình mình đi ăn hay gặp là mình cũng kêu là mình dẫn cả gia đình mình đi. Tức là chúng ta nói là gia đình là quan trọng thì chúng ta phải dành thời gian cho chính cái gia đình của mình. Chúng ta không có thể rằng là nói một đàn nhưng mà làm một nẻo thì cái chuyện đó nó sẽ không xảy ra gì đâu. Chút xíu mình sẽ phân tích cho các bạn biết, cái phần 2 mình sẽ phân tích cho các bạn biết rằng là
cái sự nguy hiểm của việc mà nói một đằng làm một nẻo nó sẽ gây ra những cái hậu quả gì. Nên là cái chủ đề hôm nay rất là hay, và các bạn hãy chia sẻ ngay cái livestream này về nhà các bạn ơi, để gì à, để chút xíu nữa bạn, tại vì mình đang livestream buổi sáng mà, các bạn bận, các bạn không xem được thì các bạn như thế nào, các bạn sẽ tối nay các bạn về các bạn ngồi xem lại, và các bạn nhận ra chính con người mình nó nằm ở trong đó đó. Bản thân mình hồi kia mình cũng nhận ra được chính cái con người mình trong đó, và đó là cái lý do mà mình có sự điều chỉnh, đó là lý do mình có sự điều chỉnh. Nên là mình mong muốn rằng là các bạn hãy dành thời gian để ưu tiên cho này. Có bạn khác thì mình hỏi rằng là cái gì là quan trọng nhất, bạn nói là sức khỏe đối với em là quan trọng nhất, sức khỏe là vàng, bạn luôn nói như vậy á. Tuy nhiên mà một điều rất là mắc mọi người, nói sức khỏe quan trọng nhất mà chả ngày nào đi tập thể dục hết, họ chả làm cái hành động gì để bảo vệ sức khỏe của họ hết, từ ăn uống, từ ngủ nghỉ, từ gì à, mà từ cái kế hoạch hành động một ngày, là thậm chí nó còn ngược lại, họ còn đi phá sức khỏe của họ nữa cơ. Bạn nào đang xem livestream của mình mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 để mình biết các bạn nha, mình biết các bạn. Còn nếu mà mình biết là lần đầu tiên các bạn biết mình, các bạn kết nối mình để chúng ta có dịp kết nối nhau. Bạn nào mà đã biết mình rồi thì các bạn giới thiệu các bạn đang ở khu vực nào, một vùng miền nào để mọi người biết về các bạn, kinh doanh lĩnh vực gì để mọi người cùng biết, để người ta còn liên hệ với nhau. Vậy thì có những người nói là sức khỏe của em là quan trọng, nhưng mà những cái hành động của họ thì lại không liên quan gì tới sức khỏe. Ngủ thì 7 giờ chưa dậy, 6 giờ là nó là cố gắng lắm. Một tuần thì không tập được thể dục một lần. Ăn uống thì cái khẩu phần ăn uống toàn là phá hại sức khỏe không. Ăn thịt nhiều, ăn tinh bột nhiều, ăn đạm nhiều, rau rác thì ít ăn, và thậm chí ăn tối, ăn khuya. Tức là những cái hành động đó nó làm cho bạn phá vỡ sức khỏe. Và mình chứng kiến luôn rất là nhiều người bạn của mình năm nay 42, 43 tuổi mà mình thấy yếu hẳn luôn. Rồi tất cả những người đó họ đều nói là sức khỏe rất là quan trọng, gặp đi đâu họ cũng nói sức khỏe rất là quan trọng, nhưng mà họ cũng chả làm cái gì để họ bảo vệ cái sức khỏe họ hết. Vậy thì các bạn thấy là chúng ta có tự mâu thuẫn đối với chính mình không ạ? Người thì nói gia đình quan trọng lại không dành thời gian gia đình, người thì nói sức khỏe quan trọng lại chả dành thời gian cho sức khỏe, chả tập gì hết, chả làm cái gì hết. Có nhiều người là nói là học hành rất là quan trọng, kiến thức vô cùng quan trọng, nhưng mà họ chả học hành gì hết. Bạn bè rủ đi nhậu là đi nhậu liền, nói tới học hành thì sao à, là bỏ qua một bên, làm biển lắm. Có nhiều người nói là kinh doanh đối với em rất là quan trọng, em rất là thích kinh doanh, em rất là đam mê kinh doanh, nhưng mà như thế nào à, nhưng mà như thế nào đối với những con người đó à, hàng ngày họ đi làm công, họ chả thực hiện một cái hành động nào ra làm kinh doanh, và họ cứ lại muốn làm kinh doanh, và suốt này gọi là làm kinh doanh quan trọng. Bạn thấy họ mâu thuẫn không ạ? Họ thậm chí họ dành một cái bản có hạch không thực sự nhiều. Họ không thực sự nhiều. Các bạn thấy thú vị không ạ? Rất là thú vị. Thú vị vô cùng đúng không các bạn ơi? Vậy thì chúng ta chỉ đạt được thành quả khi chúng ta đeo đuổi, đúng không? Chúng ta dành nhiều thời gian cho nó và chúng ta đeo đuổi đến cùng cho nó, chúng ta chỉ đạt được thành quả, chúng ta chỉ đạt được, chúng ta có một cái gia đình hạnh phúc khi chúng ta dành thời gian nhiều cho gia đình, chúng ta suy nghĩ nhiều về gia đình và dành thời gian cho nó. Chúng ta có được sức khỏe tốt khi chúng ta gì à? Chúng ta dành thời gian cho cái việc luyện tập sức khỏe mỗi ngày, chứ không phải là lâu lâu, cái phong trào chạy 10.000 bước gì đó lâu lâu ra hì hục chạy, chạy hì hục chạy, chạy được 2-3 bữa, chạy được vài tuần xong không thấy chạy nữa. Cứ phong trào như vậy thì làm sao mà nó có chạy như vậy có sức khỏe được, làm sao mà có sức khỏe được, nó còn phá sức khỏe nữa. Chúng ta nói rằng là chúng ta muốn làm kinh doanh, nhưng mà hành động chúng ta thì chả làm kinh doanh, kiến thức kinh doanh cũng không có, kỹ năng kinh doanh cũng không có, những người bạn kinh doanh thì cũng không có. Suốt ngày chúng ta dành ưu tiên cho cái việc làm công thì kết quả là chúng ta làm công. Chứ làm sao chúng ta làm kinh doanh được. Vậy một cái sự thật thì các bạn thấy không ạ?
À, nghĩa là các bạn cần phải có cho mình một cái gì à? Một cái bản kế hoạch làm việc hàng ngày và hàng tuần. Và trong bản kế hoạch làm việc hàng ngày hàng tuần đó, bạn ưu tiên cho cái gì, bạn thấy cái quỹ thời gian bạn dành cho cái gì nhiều, hoặc là chỉ cần thống kê toàn bộ những cái quỹ thời gian mà bạn đã làm trong thời gian qua thì biết chính xác rằng kết quả hiện tại bạn đang có cái gì. Bởi vì những cái gì mà diễn ra, người ta nói lịch sử không có nói dối mà. Lịch sử mà chúng ta ghi chung thật lại nó không bao giờ, chỉ trừ khi là chúng ta bẻ cong lịch sử thôi. Tại sao các bạn có kết quả hôm nay là biết rồi. Tại sao bây giờ bạn vẫn ngồi ở cái ghế đó, bạn làm lương một tháng 10 triệu, 15 triệu, nhìn cái đó là biết rồi. Nhìn cái kết quả lịch sử trước đó bạn làm là biết rồi. Cả một năm qua bạn đang làm gì thì kết quả bây giờ là bạn nói như vậy, đúng không? Và những bạn kinh doanh không được cộn vậy. Vì kết quả trước đó bạn có lo tập trung vào kinh doanh đâu. Bạn lo vào sản phẩm, bạn lo cái nhà xưởng mình cho nó bự, bạn lo, nhưng bạn cứ tập trung vào khách hàng đâu, nên việc kinh doanh bạn đâu có phát triển đâu. Nhìn cái lịch sử hoạt động của bạn là sẽ biết liền. Các bạn thấy hồi nãy giờ mình chia sẻ, các bạn thấy rằng là các bạn có nhận ra được cái bài học gì hữu ích đâu không? Nếu mà nhận ra được bài học hữu ích thì các bạn comment xuống. Các bạn cứ để mình nói không, mình nói một mình không, mình nói một mình thì mình cũng sẽ đâu có năng lượng bằng. Nên là các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ, các bạn có sẵn sàng để mình nói thêm không ạ? Nói thêm thì các bạn comment xuống đi, để cho mình biết là hồi nãy giờ các bạn nhận ra được những bài học gì, có nhận ra được cái gì tuyệt vời. Hôm nay mình chia sẻ chắc khoảng 30 phút thôi, không nhiều đâu. Lâu lâu livestream buổi sáng thử, livestream buổi sáng là rõ ràng cái lượng người xem ít liền. Livestream buổi tối thường thường là khoảng 100 người, livestream buổi sáng giờ này mới có 30 người, đúng. Và các bạn sẽ còn bạn nữa. Các bạn có muốn nhìn cái view nhà mình không ạ? Các bạn có muốn nhìn cái view nhà mình không ạ? Nhìn cái khung cảnh nhà mình không ạ? Thì mình sẽ bật camera lại để cho các bạn thấy nó rõ hơn. Và trước khi nhìn cái khung cảnh nhà mình thì mình giới thiệu về mình một chút xíu. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Và hiện tại mình 43 tuổi, mình là người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân B-Training. Mình là tác giả của những cái quyển sách sau. Mình giới thiệu cho các bạn quyển sách sau. Cái quyển sách thứ nhất mình giới thiệu cho các bạn biết. Cái quyển sách thứ nhất là cái quyển Vượt Biển Lớn này, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái quyển sách thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, 101 bài học trong kinh doanh. Và quyển thứ ba là cái quyển bán hàng online ngay. Quyển thứ tư là quyển Beyond the Way. Đây là bốn cái quyển sách mà do mình là tác giả. Có nhiều bạn cũng rất là bất ngờ các bạn. Có nhiều bạn bất ngờ cái ủa sách của anh hả? Mà nói đúng rồi, sách của mình chứ sách của ai nữa. Anh viết mình kêu đúng rồi. Họ rất là bất ngờ. Nhưng mà cái kế hoạch mình là tới 10 cuốn lần các bạn. B-Training, Vườn Ươm Doanh Nhân. Cái đây là cái tên của trung tâm Vườn Ươm Doanh Nhân mình thành lập năm 2009. Cái đây là khoa học nổi tiếng của mình, làm chủ doanh nghiệp và cái cách khởi nghiệp từ tay trắng. Các bạn nào đã chưa biết cách này thì các bạn hãy đến cái trung tâm của mình. Cái này là cái địa chỉ website này các bạn thấy không ạ? btraining.org, cái địa chỉ của trung tâm mình. Ok không các bạn ơi? Bạn Toàn nói là mình có cái tủ sách này các bạn. Cái đây là cái tủ sách. Cái tủ sách nhà mình. Cái đây là một phần của tủ sách. Còn cái kia mình bỏ trên, mình để bên cái phòng ngủ của mình rồi. Cái đây là cái kệ sách. Các bạn có thích cái kệ sách nhà mình không ạ? Cái đây là cái kệ sách của nhà mình. Gọn gọn nhỏ nhỏ đúng không? Đây là cái kệ ở phía sau lưng của mình. Và giờ này đang là ban ngày mà, ban ngày nên các bạn nhìn ra cái view ha, cái view này, cái view của nhà mình này. Các bạn đã nhìn cái view nhà mình à? Bên xa xa đó là cái bán đảo Thanh Đa các bạn. Cái sông đó là sông Sài Gòn. Cái này là cái làng biệt thự khu An Phú này. Gọi là biệt thự An Phú của Thảo Điền á. Cái view cái đây các bạn đang nhìn về view của Sài Gòn, view Bình Thạnh. Hằng ngày thì mình hay ngồi mình làm việc ở cái góc này, mình nhìn ra ở phía bên ngoài này. Hôm nay là ban ngày thì nó sáng rõ nên là mình cho các bạn nhìn cái view để các bạn thấy.
Xong có bạn nào ý kiến ý cò, không thấy các bạn nào nói gì hết à, không thấy các bạn nào nói hết à. Thì khi mà mình có cái view à, khi cái mắt mình có cái view rộng á, là cái con người mình nó khoáng đãng ra các bạn à, đó là lý do gì là mình hay chọn ở những cái nơi mà có cái view. Lúc xưa thì mình trước khi mình chuyển qua Thảo Điền à, trước khi mình chuyển qua Thảo Điền thì mình ở bên Thanh Đa, là cái phía bên đó các bạn mình nhìn qua bên này. Bây giờ mình chuyển qua bên này thì mình sẽ cho các bạn thấy một cái view khác à, cái đây là cái view khác à, cái phòng làm việc của mình thì nó nhìn ra hai view à, cái view khác à, cái đây là một cái view khác nữa bạn à, cái view này nó khác cái view kia à, chào bạn Đinh Duy Văn. À, chút xíu nữa các em nó sẽ alo và nó sẽ gọi à, đây là một cái view khác nữa à, thì phòng làm việc mình có hai view và ngày nào mình cũng ngồi ở đây và mình làm việc và mình ngắm những cái khung cảnh này à, và các bạn thấy cái view của nhà mình thì nó sẽ không có bị khuất cái tầm nhìn, bởi vì chung quanh cái khu nhà mình là cái khu biệt thự hết, nên là không có xây cao tầng lên được nên nó sẽ không ấy. Và riêng cái view này thì nó ôm trọn cái bán đảo Thanh Đa luôn. À, ôm trọn cái khung cảnh Sài Gòn các bạn đâu ạ, nó ôm trọn hết cái view này nó ôm trọn hết à, vâng à, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có dịp thì các bạn ghé nhà mình, có dịp thì bạn, có một số bạn đã ghé nhà mình rồi à, và bây giờ chúng ta lại quay lại cái chủ đề chính à, chúng ta lại quay lại cái chủ đề chính à, à, cảm ơn các bạn rất là nhiều vừa rồi. Vậy thì các bạn nào mà muốn sở hữu sách thì các bạn ngay bây giờ các bạn comment số điện thoại xuống, sách sẽ giao được đến nhà các bạn à, trên khắp mọi miền đất nước à, hai cái quyển sách tiếng Việt đó là 210.000 free ship cho các bạn sẽ được ép vào cái group à, trong cái group à, view đẹp quá trời. Ok à, đúng rồi bạn Liên Vy, cái view nhà mình là một trong những cái view mà gọi là view đắt giá à, gọi là cái view đắt giá, ai cũng muốn và cũng săn cái view này hết. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì mình chọn cái không gian để mình làm việc, để mình ngồi mình làm việc, mình viết sách mỗi ngày, nên mình chọn ưu tiên số 1 là cái view em à. À, tiếp tục mình quay lại. Vậy thì hồi nãy cái chủ đề chúng ta nói liên tục đó, nghĩa là các bạn như thế nào ạ? Các bạn các bạn có tự mâu thuẫn đối với chính mình không? Mục tiêu của các bạn là một nẻo bạn muốn là một nẻo, nhưng mà cái hành động bạn làm việc một nẻo thì làm sao chúng ta đạt được mục tiêu? Các bạn đồng ý ra được nào ạ? Không bao giờ, và không bao giờ có cái chuyện đó à. Nó là bây giờ một cái câu hỏi á, vậy thì thực sự là bạn còn giờ thực sự thì những cái công việc hàng ngày nó có song hành đối với những cái điều bạn muốn không ạ? Giá trị gia đình bạn Vũ à, giá chúng ta muốn gia đình chúng ta tuyệt vời, chúng ta muốn sức khỏe chúng ta tốt à, chúng ta muốn hạnh phúc, chúng ta có muốn cuộc sống tuyệt vời, đó là những cái muốn. Những cái muốn gì ạ? Những cái muốn nó nằm tính chất sâu xa trong mỗi con người, ai cũng có những cái mong muốn, và cái mong muốn đó là những cái mong muốn rất là tốt đẹp. Đó là những cái giá trị sâu xa của con người. Cuối cùng chúng ta sống trên đời này à, chúng ta cũng cần phải đạt được sự thành công à, có được cuộc sống hạnh phúc, có một cái niềm vui, an vui, và chúng ta có những cái giá trị sâu xa mà chúng ta cần phải thực hiện. Tuy nhiên tại sao như là tại sao một số ít người làm được và một số người lại không làm được? Dù cái muốn chung quy nó cũng là như nhau hết các bạn ạ, nó cũng là như nhau à, nó là hạnh phúc, nó là sức khỏe, đó là muốn tiền nhiều, rồi muốn bình an, muốn cuộc sống rất là tuyệt vời, muốn đi khắp thế giới, đều ngang nhau, nó cũng đa ná như nhau hết, nó cũng chẳng khác nhau đâu. Nhưng một số người họ đạt được, một số người không đạt được. Ok chưa? À, vậy thì một cái á, mà mình muốn đưa ra trong cái live stream này á, là các bạn phải gì ạ? Phải kết nối được những cái hành động mỗi ngày của mình với cái sâu xa ở phía ngay bên trong chính cái con người của mình à. Nếu gì ạ? Nếu những cái công việc hàng ngày bạn làm và cái con người thật của bạn muốn á, mà nó có một cái khoảng cách,
Thì cái điều đó nó như thế nào ạ? Cái điều đó nó sẽ xảy ra một cái vấn đề rất là nghiêm trọng, là bạn không bao giờ đạt được cái sự hạnh phúc, bạn không bao giờ đạt được cái sự bình an trong con người của mình hết. Bởi vì nó không có khớp được với nhau, nó không khớp được với nhau. À, bạn tự gì? Bạn tự mâu thuẫn đối với chính mình. Cái này người ta cái khoảng cách đó người ta gọi là cái lỗ hổng. À, cái lỗ hổng của mỗi con người, tức là cái mình mong muốn và cái hành động của mình nó không bao giờ nó khớp với nhau, nó tạo ra một cái lỗ hổng, và chính cái lỗ hổng đó nó làm cho bạn sẽ không bao giờ đạt được. Và cái nhiệm vụ của bạn là bạn phải lấp cái lỗ hổng đó. Và lấp lỗ hổng đó nó rất là đơn giản, các bạn nhìn chưa, nó rất là đơn giản. Ơi, chỗ gì là làm sao những cái suy nghĩ, những cái gì chúng ta mong muốn và những cái hành động chúng ta nó khớp lại với nhau, các bạn nào bây giờ nó phải khớp lại với nhau. Dĩ nhiên không phải làm là nó được liền, chúng ta cần phải luyện. À, có những người họ rất là tận tâm, họ rất là siêng năng, họ rất là chăm chỉ, nhưng mà họ lại không cảm giác hạnh phúc, bởi vì hai cái đó nó không khớp nhau. Hồi nãy mình phân tích cho bạn rồi. À, những cái giá trị sâu xa của họ với gì, với cái cuộc sống và những cái hành động hàng ngày, cái sự tận tâm chăm chỉ đó nó không có khớp với nhau. Và càng ngày họ thấy là cái cuộc sống họ nó rất là tẻ nhạt. Họ cảm giác là chán nản. Họ lên Facebook, họ lên online, họ tweet những cái câu nó vô cùng chán nản, họ vô cùng trống rỗng. Họ rất là trống rỗng. À, bởi vì sao? Bởi vì nó không khớp. Các bạn mà xem phim, các bạn mà xem một cái bộ phim mà các bạn thấy giữa cái việc lồng tiếng với những cái gì mà nó đang diễn ra trên phim mà nó không khớp với nhau, các bạn thấy cái bộ phim nó mắc cười không? Nó vô cùng mắc cười. Nó không có khớp với nhau mà. À, và cái giá trị cuộc sống của bạn với cái hành động của bạn mà mỗi ngày nó không khớp với nhau, thì giống như cái bộ phim mà cái lòng tiếng nó không khớp với nhau á. À, tức là cái hành động nó đi rồi cái tiếng nó đi sau, và các bạn thấy nó rất là mắc cười. Và không khéo bạn đang tạo ra cái cuộc sống của bạn nó như vậy đó. Nếu bạn nào mà đang có, ok chưa, các bạn nào mà đang có, bạn Liên Phương nói vậy, sống nơi có không gian thoáng rộng đẹp. Đúng rồi, đúng đó, đúng rồi bạn Liên Phương. À, chúng ta cần phải sống ở một nơi có cái không gian thoáng đãng. À, nó khuất tầm nhìn là cũng không có được. Nó làm bạn Liên Phương biết là tại sao hồi kia người Trung Quốc đó, họ hay nói cái từ phong thủy. Mà phong thủy cái chỗ ở là gì? Là cái mà chúng ta hay ở trên đồi mà chúng ta nhìn xuống á, tức là lưng ở giữa núi. À, mặt thì nhìn về phía trước để cái con mắt đó, nó có một cái tầm nhìn rộng. Một tầm nhìn rộng. À, bao quát hết. À, thì cách mà rất nhiều người họ chọn nhà ở là cũng vậy đó, tức là nếu đó là lý do mà mình không có chọn cái nhà phố, tại nhà phố là nó làm cho chúng ta mất hết cái tầm nhìn, gọi là nhà hộp mà. Chúng ta gọi cái từ nhà phố cho sang, chứ còn theo cái kiểu của mà ngôn ngữ phương Tây người ta gọi là cái nhà hộp. À, nó bị đóng hạn, nó giới hạn cái tầm nhìn của mình đi. À, thì chúng ta chọn cái nơi nào chúng ta ở để nó làm cho cái tầm nhìn chúng ta khoáng đãng, để cái đầu chúng ta nó luôn luôn được bay bổng và nó thoáng ra xa, là nó là như vậy á. Nó là khi mình lại quay lại cái chủ đề, khi các bạn nhận ra được cái gì nhận ra được cái sự lệch pha mà hôm nay mình chia sẻ cho các bạn, cái sự lệch pha giữa cái việc gì giữa những cái hành động hàng ngày chúng ta làm và cái giá trị sâu xa phía bên trong của chúng ta. Chúng ta muốn gia đình hạnh phúc, chúng ta muốn cái cuộc sống rất là tuyệt vời, chúng ta muốn trở thành người làm kinh doanh thành công, chúng ta muốn sức khỏe tốt, chấm. Chúng ta muốn cái giá trị sâu xa bên trong nó có vậy, tuy nhiên những cái hành động hàng ngày chúng ta làm nó không khớp đó, thì rõ ràng bạn đang tạo ra những cái sai lầm rất là tệ hại trong cuộc đời của bạn. Tại sao gọi ra là sai lầm tệ hại? Bởi vì bạn sẽ làm nữa, làm mãi, nó xong không bao giờ nó đạt được cái điều mà bạn mong muốn sâu xa đâu. Bởi vì nó không có khớp với nhau. Bạn đang tạo ra một cái lỗ hổng rất là lớn. À, vậy cái gì
Vậy bạn hãy ngồi xuống, hãy dành thời gian và ngồi xuống để làm gì ạ? Các bạn tạo ra là quan sát những cái hành động của việc mình làm với cái sự mình muốn đó, nó có khớp với nhau không? Và bạn điều chỉnh lại từng bước một, điều chỉnh lại từng bước một. Bạn hãy trân trọng nó, bạn hãy tin tưởng nó, phải tin tưởng vào chính mình và điều chỉnh từng cái bước làm một để cho nó khớp với nhau. Dĩ nhiên là phải theo năm tháng, bởi vì cái thói quen rồi á, muốn điều chỉnh nó không đơn giản, phải theo năm tháng để chúng ta điều chỉnh, để chúng ta điều chỉnh để càng ngày cái khoảng cách nó càng hẹp lại. Nếu mà các bạn nói rằng là bạn muốn gia đình mình hạnh phúc thì bạn phải dành thời gian nhiều cho gia đình, bạn muốn con mình giỏi thì bạn phải dành nhiều thời gian cho con. Các bạn thấy là sáng nay mình dậy sớm, mình chở bé Bambi của mình đi học à, thực sự là có bé có xe đưa rước, sáng là xe nó tới tận nhà và nó đưa đi à, mình đã đóng cái đó rồi, dù đưa không đưa thì mình đưa hay không đưa gì thì cũng đã đóng tiền rồi. Tự nhiên mình quyết định là buổi sáng mình đưa bé đi học để làm gì à, để bố con thì từ nhà đến trường 15 phút bố con được ngồi với nhau, được nói chuyện với nhau. Bởi vì sao à, bởi vì mình biết rằng là khi bé nó lớn lên mình muốn cái điều này cũng không được, chúng ta chỉ có một khoảng khắc trong cuộc đời để chúng ta làm cái điều đó thôi các bạn à. Muốn sau này muốn cũng không có được đâu, sau này có hối hận thì cũng bằng thừa thôi, hãy hành động thôi, chứ chúng ta không thể hối hận được. Bởi vì hối hận thì nó cũng bằng thừa, tại vì không có thời gian để làm lại cái việc đó à, không có thời gian để sửa luôn à. Nó đó là lý do mà sáng mình thức dậy và mình như thế nào à, mình đưa bé đi học, buổi chiều á thì đúng là bé có xe đưa rước về và bố con mới nói chuyện được với nhau. Bé bây giờ là học lớp 1, các bạn biết chuyện gì xảy ra khi bé nó lên lớp 6, lớp 10, thậm chí bố muốn đưa rước nó cũng không cho nữa, tại lúc đó nó lớn rồi. Chúng ta chỉ có một lần trong đời để chúng ta làm cái việc đó, chúng ta chỉ có một cái khoảng khắc, một cái giai đoạn thời gian để chúng ta làm việc đó. Nếu bạn muốn những cái giá trị về gia đình, nếu bạn muốn một cái giá trị người bố thì bạn hãy hành động bằng những cái việc rất là cụ thể, chứ không phải là nói từ chữ muốn. Nếu bạn muốn có sức khỏe thì bạn hãy bỏ bia đi, bạn hãy tập thể dục đi à, nói sức khỏe là quan trọng nhưng mà hành động thì lại không làm những việc đó thì làm sao mà chúng ta có được à. Hãy ngưng mâu thuẫn đối với chính mình, hãy lấp ra, hãy ngưng mâu thuẫn mình và hãy lấp những cái khoảng trống để cái công việc của chúng ta nó được hay hơn. Chúng ta đừng có trở thành một người mà nói quá hay, cái gì cũng nói cái gì cũng được, nhưng rồi nó bay qua. Lúc nào đi ra đường là nói là à, việc kinh doanh rất là quan trọng à, tiền bạc nó rất là quan trọng, nhưng mà những cái hành động thì nó lại không có. Hãy làm ra một cái bản kế hoạch mà làm sao để cho nó khớp với những cái hành động, và phải luôn biết ưu tiên hàng đầu mỗi ngày của mình nó là gì à. Hãy luôn luôn biết ưu tiên. Bằng chứng cuộc sống của bạn nó đang nói lên tất cả, bạn không nói dối được đâu. Vì sao không nói dối được? Tại vì những cái gì bạn nói á mà cái kết quả hàng ngày nó không khớp á là rõ ràng bạn đang nói dối à. Bạn nói là gia đình là quan trọng nhưng mà hiện tại cái cuộc sống cho bạn nó không ok thì nghĩa là bạn đang nói dối, bởi vì bạn đã chẳng làm gì cho cái gia đình là nó là quan trọng hết. Bạn nói kinh doanh nó là quan trọng nhưng cái hiện tại cái việc kinh doanh bạn nó không ok thì nghĩa là bạn đang nói dối. Bạn nói là sức khỏe là quan trọng nhưng bạn không có hành động cái gì để phục vụ cho sức khỏe hết thì rõ ràng là bạn đang nói dối à. Và nếu chúng ta tạo ra nhiều hành động nó như vậy, nhiều cái cách như vậy thì rõ ràng là chúng ta đang tạo ra một cái lỗ hổng rất lớn giữa cái suy nghĩ và cái con người thật và cái hành động thật của bạn, và đó là một cái sai lầm. Người ta là một cuộc đời sai lầm là bởi vì nó có rất là nhiều hành động sai lầm à, nó là như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem cái chương trình livestream buổi sáng hôm nay của mình, lần đầu tiên mình livestream buổi sáng. Chúc các bạn bắt đầu một ngày thứ sáu cuối tuần tuyệt vời. Bạn nào mà chưa mua sách của mình thì các bạn comment xuống số điện thoại và các bạn mua sách và số điện thoại sẽ gửi đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Bạn nào muốn tham gia khóa học thì cũng comment số điện thoại xuống và các em nó sẽ gọi các bạn đi học vào tối thứ năm hàng tuần miễn phí. Cảm ơn các bạn đã xem
cái livestream buổi sáng hôm nay. Và bây giờ mình cũng tập trung để mà làm một số việc khác. Bye bye các bạn.